đảng quỹ hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam xã vĩnh khánh huyện thoại sơn cũng vừa làm lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu 4 tổng bắt ngang kênh lẫm ấp vĩnh lợi Cầu bốn tổng được thiết kế bằng bê tông cốt thép có chiều dài 35m rộng toàn cầu 5m, tải trọng 8 tấn, độ thông thuyền 15m, kinh phí xây dựng trên 1 tỷ 380 triệu đồng. Trong đó, ông Quỳnh Anh Thi, ấp Vĩnh Lợi xã Vĩnh Khánh hỗ trợ 500 triệu đồng, phần còn lại do địa phương dân động nhân dân, các mạnh thường quân, doanh nghiệp trong và ngoài xã đóng góp. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng cầu cũng được Quỹ ban dân tỉnh, quyện và xã khen thưởng.